chào các bạn. Hôm nay Như Nguyễn Cuộc Sống ở Bỉ sẽ cắt và may khẩu trang nha. Giải những cái khẩu trang nha cả nhà. Cái này là bề trái nha. Thì bề trái thì Như sẽ xếp giải ụp lại, trái ụp lại. Ụp lại xong rồi thì các bạn sẽ xếp lại tiếp như vậy. Là gấp lại làm tư. Làm tư đó. Khi cắt làm tư xong rồi thì các bạn sẽ để gặp Như vẽ xong rồi nè. Đó. Clip trước Như đã hướng dẫn vẽ nè, giờ Như sẽ đặt lên đặt cách. Đặt lên. Rồi, đặt lên xong rồi thì các bạn dùng tay đặt lên khâu cái gập giấy thì các bạn dùng kéo các bạn cắt nha. Giờ Như tiếp tục Như đo thun. Thì đo thun thì có hai khẩu trang có hai cổng thun. Thì cổng thun á thì chiều dài thun là 12 xăng. Nha cả nhà. Đó, 12 xăng. Rồi, xong rồi cả nhà dùng kéo cắt. Cắt xong rồi ở đây cắt gọn hai ra. Đó. Là chiều dài thun 12 xăng. Như cả nhà. Còn có cả nhà dùng phấn, cả nhà làm dấu khẩu trang biết về mặt bề trái. Cái này là nãy là trái nó chát vô. Thì giờ cái này các bạn sẽ dở khẩu trang này ra, các bạn sẽ làm dấu phấn hai miếng là bề trái. Rồi dở ra hai miếng riêng, rồi xong các bạn dở hai miếng dưới đây các bạn làm dấu tiếp. Gắn thun vô khẩu trang nha cả nhà. Các bạn nhớ là các bạn gắn vô bề, cái này là bề trái, các bạn gắn thun vô bề phải. Đó, các bạn để thun vô. Đây, sau khi mà Nhi đã gắn thun vô rồi đây. Đó. Hai bên đó. Hai bên là phải đối chiều lại vậy nha cả nhà. Rồi, bây giờ Nhi sẽ may cái sóng giữa này. Cái sóng giữa vòng bầu này. Nay sau khi Nhi đã may xong cái vòng bầu rồi đây thì Nhi may hết hai vòng bầu hai bên luôn. Thì giờ Nhi sẽ lật ra. Đó, lật ra. Các bạn dặn ly nha. Dặn một ly. Trên cái sóng của khẩu trang. Đây, bạn sẽ dặn một ly như vậy. Bạn thấy không? Đó. Rồi cứ thế thì các bạn sẽ dặn tiếp. Đây, bây giờ Nhi đã dặn xong hai miếng rồi nè cả nhà. Thấy không? Dặn ly nè. Bây giờ Nhi sẽ ráp vô. Các bạn nhớ là các bạn ráp vô ngay trong cái đường của cái sóng, của cái cạm của mình nha. Đó, là các bạn may vô một phong, bạn nhận lại mũi đó một phong, rồi các bạn may vòng qua, khi các bạn may vòng qua xong hết rồi á thì các bạn nhớ chừa cho nó một cái lỗ nhỏ khoảng 3 xăng nha cả nhà, đó lỗ nhỏ khoảng 3 phân như vậy, à, đó để các bạn lộn khẩu trang ra. Bây giờ Nhi sẽ dùng kéo, đây nó có cái đỉnh của cái sóng mũi của mình đây. Thì cái chỗ cái góc này nè, thì các bạn sẽ bấm xéo cái góc này chút xíu nha, đặng mình lộn ra nó không có bị xuất quanh hết tất cả rồi cả nhà. Đó, nhìn khẩu trang rất là đẹp. Đây Nhi sẽ đeo vô thử cho cả nhà xem nha. À, cả nhà nhìn nha. Ồ, thấy không? Rất là đẹp luôn á cả nhà. Ở dưới cái cà mình là nó ôm sát. Và sóng mũi mình nó cũng ôm sát luôn, nó không có hở, và các mắt tai bên mình đây cũng sát luôn, nó kín ha. Rồi cái độ vòng bầu của cái khẩu trang này nè, nó làm cho mình có không khí rộng ở trong mình thở, và nó rất là nhẹ, nó khỏe cho sức khỏe của mình. Rồi cả nhà nhìn này thấy không, nó rất là ôm sát theo luôn. Đó, thấy không, các bạn thấy đẹp không? Thôi nha, vậy thì clip Duy Nguyễn đây xin kết thúc video đây. Các bạn nhớ xem và ủng hộ cho Duy Nguyễn Cuộc Sống ở Bỉ nha. Bye bye.